Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình á. Khi mình ra chợ mình mua lương á, thì cô chú anh chị mình mua hay là muốn lựa mua lương đồng, mà đa số á, mình mua lương đồng á, về mình sẽ bị lầm lẫn cái vấn đề là lương đồng với lương nuôi, thì nên á, cô chú anh chị mình không biết lựa như thế nào và mình dễ bị mắc sai lầm lắm nha. Đây, hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình hai cách để mình nhận biết lương đồng và lương nuôi nó khác nhau có địa điểm nào nha. Thì nó có hai cái điểm để cho cô chú bác anh chị mình dễ nhìn nha. Thứ nhất á, cô chú anh chị mình nhìn những con mắt đó, đây con lương đồng á, thì nó có con mắt đó nó lòi ra. Đây, để Cảnh quay cho cô chú anh chị mình xem con lương đồng trước nha. Đây, cô chú anh chị mình để ý ngay con mắt nó lòi ra nè. Còn con lương nuôi, đây, Cảnh chụp lên luôn trên cái đây luôn. Nè, con lương nuôi á, con mắt nó sẽ không có bị lòi ra nha, nó thụt vô trong. Đây, đấy, đây là cô nè. Tại nó bò quá nên cả hơi trơn nên Cảnh bắt hơi khó. Đây, đây là con lương đồng. Cô chú anh chị mình để ý cái mắt nó nha. Còn con lương nuôi nè, hai con mắt nó thụt vô trong nè, nó không có lòi ra như con lương đồng nha. Hai con lương khác nhau hoàn toàn nha. Đây, đây là con lương nuôi nè cô chú anh chị. Đó, không có con mắt lòi ra nha. Và con lương đồng á, cô chú anh chị mình nhìn vô là biết liền, có con mắt nó lòi ra liền. Đây, con lương đồng đây. Chứ đừng mình đừng có nhìn vô cái điểm mà nó vàng nha. Đây, đây là con lương đồng mắt lòi nè, cô chú anh chị mình để ý thấy không? Nó rất là lòi nha. Còn con lương nuôi nè, đó. Mình nhìn vô là mình không thấy luôn á. Đó, đây là một cái cách đầu tiên. Đó, để cho cô chú anh chị mình dễ như phân biệt ra là con lương đồng hay con lương nuôi. Còn màu sắc á, cô chú anh chị mình nhìn đây, đây là cũng là một cái màu vàng đúng không? Còn đây cũng là một màu vàng. Nó cũng đều là đều màu vàng nên mới đó. Mình đừng có nhìn vào cái điểm màu đó. Còn cái thứ hai thì cô chú anh chị mình để ý nha. Thì bây giờ để Cảnh để ra ngoài gạch cho cô chú anh chị mình dễ nhìn nha. Đây, đây là một cái con lương nuôi nha. Đó, thì cái phần đuôi nó cô chú anh chị mình xem nè. Đây, lương nuôi cái đó có cái phần đuôi cục ngút à, mà nó u lù như thế này. Còn con lương đồng thì Cảnh bắt ra luôn cho cô chú anh chị mình nhìn nè. Đó, cái phần đuôi của con lương đồng nó rất là thon và nó dài nha, dài rất là dài luôn nha. Còn con lương nuôi để Cảnh để hai cái cho cô chú anh chị mình dễ phân biệt nè. Đó, hai cái con lương nuôi á nó u lù như thế này. Đây là cái con lương nuôi nè, cô chú anh chị mình nhìn nha, cái đuôi nó rất là ngắn nha. Còn con lương đồng nè, đó, để Cảnh quay ngang cho cô chú anh chị mình dễ nhìn. Đó, nó dài và nó thon, nó dài ra tới rồi này. Cái chót đuôi nó cô chú anh chị mình nhìn vô là biết khác liền. Đó, cái chót đuôi nó có chút xíu vậy thôi. Còn con lương đồng nè, con lương nuôi á, thì cái đuôi đây nè, nó cục ngút đây, đây cục ngút à. Đó, rất là đơn giản để cho cô chú anh bác anh chị mình để phân biệt nha. Chứ mình đừng có sơ phân biệt mà theo cái màu sắc ra chợ á, nhất là các chị nội chợ mình hay ra chợ á, là mình phải nhìn vô cái màu sắc thấy vàng nó là con lương đồng, cái đó là thật sự không phải là con lương đồng nha. Lương đồng hay không á là nhìn Cảnh quay lại luôn lần thứ hai cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây, con lương đồng, cái con mắt nó lòi lên nè, cô chú anh chị mình để ý nè. Đó, nhìn vô là thấy con mắt lòi liền, nó lòi ra liền. Đó, còn con lương nuôi nè, đây Cảnh quay lại cho cô chú anh chị mình nè, giờ này ăn nằm im nè. Đó, nhìn vô là không thấy còn được con mắt nó luôn nha. Còn con này lương đồng nằm im, đây nhìn vô là mình thấy có con mắt ra, nó rất là rõ. Và thứ hai nhìn cái chót đuôi, đó, cái chót đuôi của con lương nuôi nè, có một khúc gì thôi. Còn con lương đồng nó dài gần một rang luôn cô chú anh chị, gần hai tấc luôn. Và cái chót đuôi nó nè, nó rất là nhọn nha. Đó, vì thế cô chú anh chị mình mua lương á, mình nhìn vô hai điểm này là mình sẽ nhận biết là lương đồng hay lương nuôi, là mình sẽ không có bị mắc lừa nha. Đó, thì đây là hai cái cách để cho cô chú bác anh chị mình để phân biệt được lương nào là lương nuôi, lương nào mà ở ngoài đồng. Cực kỳ đơn giản, nhìn vô thôi, không mình không cần phải mà lật lên coi cái màu vàng nha. Như con lương nuôi á, cô chú anh chị mình á, lật lên nó cũng là màu vàng nha. Đây, con nãy bò đây nè, con này màu vàng nè. Cảnh quay cho cô chú anh chị mình sẽ dễ nhìn nè. Đó, lật lên là cái màu vàng liền. Đây nè, đó, màu vàng mà bông bông luôn nè, giống y như lương đồng không? Thực sự không phải là lương đồng nha cô chú anh chị. Mình nhìn vô những cái, thứ nhất là nhìn vô con mắt, thứ hai nữa cô chú anh chị mình nhìn vô
cái phần đuôi là khác nhau hoàn toàn, là mình biết liền. Đó, đây là cái cách để cho cô chú anh chị mình phân biệt để lươn đồng lươn đuôi, lươn nuôi như thế nào nha. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh á, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.